Chương 4. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta theo xác thịt đã được ích gì? Thực thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời. Không có như vậy, vì Kinh Thánh có dạy chi, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin, đấng xưng người có tội là công bình. Thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình, chẳng bởi việc làm mà rằng, phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi, sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, dầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình. Và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sanh ra sự giận, song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sara không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.